Dạ, lời nói đầu tiên cho cháu xin gửi lời chào đến quý ông bà của chú anh chị. Và trước mặt quý ông bà của anh chị, đây là thủy bầu sắp sanh của anh chị. Trong khoảng thời gian anh em không còn chia sẻ về câu chuyện của thủy ở dưới gầm cầu và sắp sanh, thì có một cái gọi là kênh YouTube nào đó cũng đã dẫn đi thuê nhà trọ. Và hiện tại thân thể và cũng như sức khỏe thủy như thế nào, mà chọc và tất cả anh em cũng nghe tin là thủy sắp bị đuổi ra khỏi cái phòng trọ, thì câu chuyện như thế nào, thì anh em chọc quay trở lại để tìm hiểu cái thông tin và cũng như là câu chuyện nó như thế nào, thì giúp cho tới nơi tới chốn quý bà quý anh chị. Chứ nhóm chọc không có chút và dạng như là cho thủy trở lại gầm cầu, thì em sẽ mời quý bà quý chị hãy tiếp tục vào hỏi thủy vì sao mà bị chủ nhà trọ đuổi khẩn cấp nha quý bà anh chị. Em mời tất cả quý bà anh chị ạ. Cười coi, bữa nay tươi quá ta, mấy nay khỏe không em? Khỏe. Khỏe ha, bữa nay nói chuyện lớn rồi nè. Bữa nay ăn uống ngủ nghỉ thì sao? Khỏe. Ở trong đó ổn không? Chuyển nhà trọ thôi. Chừng nào chuyển? Chứ giờ mai. Mai chuyển hả? Mai chuyển đi đâu? Mai chuyển thôi, lùi xuống chút. Lùi xuống xíu ha. Là thuê chưa? Thuê rồi. Thuê rồi ha. Ở trong đó mình thuê nhiêu tháng? Chưa rưỡi. Chiều rưỡi tháng. Chiều sáu. À, là em làm giấy tờ xong chưa? Dạ, làm giấy mình rồi. Rồi có giấy xong rồi mình chuyển đi ha. Mai bắt đầu chuyển. Nói chung là có giấy tờ rồi, mình ở chỗ nào cũng được á em. Bữa giờ ăn uống được không? Dạ được chị. Rồi hôm bữa đi siêu âm á, bác sĩ nói sao Thủy? Ê, bé nhỏ quá. Bé nhỏ hả? Mấy nay em có uống sữa không? Dạ có. Uống sữa gì? Uống sữa hộp. Uống sữa hộp à? Có uống sữa tươi không? Không, bây giờ bắt buộc phải uống sữa tươi em bé mới lớn. Dạ. À. Rồi mấy anh nó mua sữa cho em chưa? Dạ, gần hết rồi. Gần hết ha. Bây giờ còn tiền không? Dạ, hết tiền. Hết tiền hả? Bữa mấy anh cho nhiều không mà hết? Cho ít. Cho ít hả? Rồi hết tiền rồi ai thuê nhà trọ tiếp? Giàu. À. Rồi thuê tiếp rồi ha. Dạ. Rồi mấy anh đó sẽ mua sữa cho em uống. Dặn mấy anh uống sữa tươi, mua sữa tươi á. Dạ. À, mua sữa tươi để cho em uống nó mới lớn em bé, chứ uống sữa hộp không lớn em bé. Uống sữa hộp là em lớn thôi chứ em bé không lớn. À, bữa nay nhìn mặt tươi quá trời. Tươi tắn rồi. À. Tỉnh táo. Nói chung là anh chị ở đây á muốn giúp cho Thủy nhiều, nhưng mà có mấy anh khác giúp rồi á, thì ngày hôm nay á cũng nghe tin là em bị đuổi khỏi chỗ trọ đó, thì anh chị cũng lo lắng, tại vì dù sao thì lúc đầu thì anh chị đã có ý giúp cho em, nhưng mà không có thành á, là mới ngày nay mới ghé đây để thăm em á. Những cái phòng đầu á sao mình không ở nữa mà mình lại chuyển vô. Con nói thiền, con chợ. Mày em có dẫn bạn bè vào đó không? Không. Sao? Chú chợ. Chú. Cái thứ hai là mình không có tóc hả? Cô chồng. Hả? Chồng. Cắt ở đây, cắt là đẹp gái quá chừng nè. Bữa cậu lên thăm rồi ha. Dạ. Rồi sao không về ở với dì? Dạ không. Ở với dì, dì lo cho em bé nữa. Dì chăm sóc cho, rồi xin cứng cáp xong rồi hãy đi thuê nhà trọ ở. Rồi hôm qua em về nhà lấy hộ khẩu hả? Có đâu, mà gọi lấy giùm.
nhờ cậu lấy giùm ha. Rồi lên lên làm mà xong hết rồi ha. Ừ. Cậu qua có nói gì không? Dạ không. Bình thường cậu ở nhà có thương con hơn em không? Có. Cậu đó là thương nhất ha. Bởi vì cậu đi kiếm quá trời luôn mà. Mà sao Thủy không chịu về nhà ở với cậu cái gì vậy? Thôi với cậu gì có con cái. Nhưng mà chị nghĩ là trong cái thời gian mà em sanh đẻ như thế này thì cái tốt nhất là em nên về nhà sanh đẻ xong rồi thì sau này mình tính tiếp á. Bây giờ ở đây rồi chẳng may mình đi sanh rồi ai lo cho mình? Vào nói nhờ cô chồng có hôm nay em ở nhà trọ trong đó em thấy vui thoải mái hơn thầy. Dạ vui thoải mái. Sao mà em nghe anh em cô đi chạy mà bận đêm bận hôm em bỏ trọ em đi vòng vòng em đi vậy? Không. Hả? Em đi kiếm gì á? Chứ vợ không có điện thoại. Kiếm chỗ sạc điện thoại hả? Mất điện thoại. Mất điện thoại hả? Điện thoại mới mua đây sao mất vậy? Bị lấy nè. Em để đâu mà người ta lấy? Em để trong phòng hay là em đi đâu mà mất? Dưới à. Hả? Ở dưới. Để dưới hả? Dạ. Trời ơi, điện thoại mới mua mấy triệu bạc hay là mất rồi. Rồi làm sao em liên lạc được với gia đình đây? Dạ, em bắt lại em. Em giữ luôn được đâu. Ở ngày em ở nhà trọ đó, một mình em ăn uống là sao, em tự nấu hay là có ai mua cơm đem đến cho em không? Lúc về trước có cô. Trước có cô đem cơm đến cho em? Dạ. Còn bây giờ sao? Không, tự nấu. Giờ tự nấu luôn hả? Còn ai biết nấu không? Em biết. Em tự đi chợ luôn. Không ăn, xí ăn gì à, mua gà về nấu. Ờ, là anh kia mua gà về cho em ăn á ha. Dạ. Mắc điện thoại em buồn không? Buồn chắc. Em ở nhà trọ đó, em ra ngoài em có khóa cửa này kia không mà sao để mắc như vậy? Mắc ở dưới đây hả? À, mắc ở đâu dưới này hả? Mắc ở dưới cầu á ha. À, là cái điện thoại đằng trước không anh kìa? Ừ đúng rồi. Rồi mấy bữa nay có xuống dưới chơi không? Nghỉ chơi. Nghỉ chơi hả? Rồi chừng nào chơi lại? Nghỉ luôn rồi. Nghỉ luôn hả? Sao em không có tiền em ăn uống mà em lại đi bao bạn bè ở đây đi cà phê cà pháo chi vậy cho tốn tiền vậy? Có không? Có không? Cái thiệt đi. Bữa đó bao chậu hết nhiêu tiền? Trời, bữa nay có bao mấy anh chị ở đây uống cà phê không? Dạ. Sao vậy? Em phải để tiền đó, sau này em sanh nở đó chứ. Em bao bạn bè ăn uống hết rồi tiền đâu, sau này em sinh con đây. Biểu gì mấy anh chị bên đó mới trao tụi máy tiêu hết là do lý do đó đúng không? Dạ. Bao bạn hết rồi, lấy tiền đâu nữa. Em phải để dành tại đồng tiền đó cô bác phải giúp mình trong thời gian mình ăn uống nghỉ dưỡng mà em đừng có tiêu phung phí á, xong rồi cô bác mà thì buông á, họ buông em á. Còn có một tháng nữa thôi là em chuẩn bị sinh rồi đó, em có chuẩn bị gì cho những ngày tháng sắp tới chưa? Đồ trẻ nè, rồi sữa tã này chưa đó? Chưa. Chưa luôn. Nhưng mà em lấy 1 triệu đó em đi bao bạn đó hả? Trời đất ơi. Em vẫn còn ham vui lắm á nha. Rồi dự tính mua đồ sinh em bé tới đâu rồi? Chưa. Chưa hả? Có chưa ai hứa mua chưa? Chưa. Chưa hứa luôn mua luôn hả? Này chắc anh Nghiệp quá à. Không. Bên kia có anh kia lo rồi, giờ anh Nghiệp chỉ ví dụ lâu lâu có ai gửi đồ ăn nước uống thì anh Nghiệp nhận cho Thủy thôi. Còn có anh kia lo nhà với sinh nở cho em rồi, anh Nghiệp đâu có lo được. Tại vì ở đây tại vì đầu là bắt em mình là em sẽ một cái combo là xanh đẻ này kia nọ luôn á, nhưng mà chắc thì mấy anh chị ở đây không có nhiều với em. Có anh kia lo rồi. Ở bên đó cũng lo rồi thì cứ để bên đó lo ha. Lâu lâu thì anh chị ghé ở đây thăm em. Không mấy đi nhà cậu cái gì dở đi. Bây giờ nè. Bây giờ mai chiều em gặp với anh đó, anh thuê nhà trọ cho em á, nói bây giờ là anh không lo cho em xin nở là em về nhà anh ở luôn. Đúng nói rồi. Vậy đó, anh sợ anh lo rồi ha. Nói vậy đó, nói là hỏi nhà anh đâu về bữa em qua mở luôn, khỏi thuê nhà trọ. Thôi à. Anh chọc thôi chứ mấy anh đó là cũng đã dự tính rồi, tại chưa nói với em thôi. Sao ngáp dữ vậy? Sao ngáp gì vậy? Sáng
Dạ cứ ngủ. Tối mấy giờ ngủ? Ngủ sớm. Ngủ sớm mà giờ ngáp vậy hả? Bữa nay là thấy mặt mày tỉnh táo à, xinh đẹp lại rồi. Dạ. Trở thành thủy hot girl lại rồi. Phải không? Cái nào? Hồi ngày xưa anh nghe nói là em là hot girl của quận 8 á. Cái nào? Phải không? Rất là nhiều anh chàng theo đuổi luôn. Có đâu. Có đâu. Thì khai thiệt đi. Hôm bữa mà em đi khám thì bác sĩ có định ngày sinh chưa? Có, bác sĩ đi khám thường. Khám thường hả? Là hôm bữa là bác sĩ định là ngày mấy? Bạch biết nữa. Không nhớ luôn. Đó là ngày 8 tây. Ngày 8 tây 2 tháng 10 hả? Ừ. tháng 10 còn 2 tháng nữa. Còn tháng mà em chưa chuẩn bị được gì là bệnh hết trơn. Có gà cậu có ghé thăm không? Dạ không. Cái cuối này cũng ghé. Còn gì? Dạ gì? Gì không? Quy đại rồi, cháu bỏ đi luôn à. Cậu ghé cậu có mua gì cho Thủy không? Dạ không. Có mấy anh chị mua. Còn là mấy anh chị mua không à? Dạ. Vậy mà cố gắng thay đổi đi để cho mấy anh đó giúp cho em. Anh thay đổi là cô bác ở đường là họ muốn giúp cho em á. Dạ. Có mấy bữa mấy anh đó vô kiếm phòng trọ không có em ở đó, em đi đâu vậy? Em đi chơi qua đây nè. Vậy hả? Bữa nào dẫn Nghiệp đi chơi với coi. Được không? Dạ thôi. Thôi à. Mấy nay bầu em rồi thấy sao rồi? Có em bé có đạp nhiều không? Rồi thấy sức khỏe em ổn định rồi ha. Dạ. Ừ. Rồi mấy nay còn thèm ăn gì nữa không? Chị thèm. Thèm cái gì? Thèm chị giấy đi mua ăn hả? Hả? Thèm chị giấy đi mua ăn hả? Thèm chị giấy đi mua ăn hả? Chị có giấy đi mua ăn không? Bây giờ ăn cái gì anh dẫn đi mua ăn? Trời. Ăn về sầu riêng đi. Sầu riêng ha. Với cua. Hả? Sầu riêng với cua. Cua gì? Cua hoàng đế. Cua hoàng đế hả? Alo cua Arica. Dạ cô gì cũng được á. Cua đồng ha. Cua đồng nha, cua đồng nha. Cua đồng ha. Cua đồng dẫn đi bắt cua đồng luôn. Dạ thôi cua đồng không ăn thôi. Không ăn cua đồng hả? Ăn cua biển. Hay là cua biển của nước ngoài đâu, biển Việt Nam. Nào cũng được á. Nào cũng được á. Dạ, cô chú anh chị thấy Thủy thèm tùm lum tùm la hết của anh chị thì em sẽ cập nhật những video tiếp theo. Dạ, clip chọc đến đây cũng xin kết thúc. Xin hẹn quý bà anh chị những clip tiếp theo. Quý bà anh chị xem mà chưa đăng ký hay đăng ký ủng hộ, chia sẻ vào like dùm chọc. Bye bye tất cả.